Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu giày bé heo bằng len xinh xắn như thế này. Thì dụng cụ gồm có len miêu cô tông, kim móc, mình dùng kim móc hai đầu số 4, kéo cắt len. Đầu tiên các bạn dùng màu hồng móc cho mình phần thân của chiếc giày. Ở đây mình đã móc sẵn một phần mặt đế giày như thế này. Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này. Mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp link tham khảo nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân giày này. Thì đầu tiên các bạn cũng móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên ở cái phía ngoài này. Ở đây có hai chân móc, chúng ta móc vào chân phía ngoài. Các bạn móc vào chân phía ngoài này cho mình một mũi nửa kép. Chân kế bên các bạn cũng móc cho mình một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng một mũi nửa kép. Các bạn cứ làm lần lượt như vậy, móc cho mình mỗi chân móc là một mũi nửa kép ở cái chân phía ngoài này. Làm như vậy cho đến hết vòng. Sau khi móc xong các mũi nửa kép đến cuối hàng thì các bạn dùng mũi dời móc vào chân móc đầu tiên này. Sau đó tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Chân móc đầu tiên các bạn móc cho mình một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng một mũi nửa kép. Các bạn cứ móc như vậy cho mình cho đến hết hàng. Cứ móc mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Sau khi móc xong các mũi nửa kép ở hàng thứ hai, các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc này một mũi dời. Sau đó lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Tiếp tục các bạn đếm cho mình từ cái chân của mũi dời này, các bạn đếm qua cho mình 13 mũi nửa kép. 1 Các bạn đâm kim qua chân móc thứ 13 cho mình. Sau đó các bạn dùng mũi dời móc và kéo len qua chân móc. Sau đó móc lên cho mình hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đó một mũi kép đơn. Chân móc kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc cho mình như vậy cho đến khi cái mũi móc của chúng ta được 22 mũi. Sau khi móc xong 22 mũi kép đơn ở hàng thứ nhất, các bạn móc lên cho mình một dây móc xích dài 15 mũi. 1 2 3 Sau khi móc xong dây móc xích dài 15 mũi, các bạn tiếp tục móc cho mình lên hai mũi móc xích. Và móc vào chân móc thứ 15 một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn. Tiếp tục móc một mũi kép đơn vào cái chân móc kế bên. Các bạn cứ móc cho mình như vậy lần lượt hết 15 mũi móc xích. Mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau khi móc xong 15 mũi kép đơn ở cái hàng móc xích này thì chúng ta được một cái phần quai để cột qua chân cho bé. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục móc cái phần gót. Các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc này một mũi kép đơn.
Chân móc kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Làm như vậy cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn giấu cái phần len thừa này vào trong mấy cái mũi móc này. Thì sau khi giấu len xong thì mình sẽ được một cái phần thân dài như thế này. Đây là cái chiếc dài ở phía bên phải. Thì mình sẽ móc cái hàng thứ nhất xong, mình móc thêm 15 mũi móc xích ở hàng thứ hai trước, rồi mình mới móc cái phần thân. Còn đối với cái chiếc dài mà bên trái á, thì các bạn sẽ móc cho mình cái phần thân trước, sau đó tới hàng cuối cùng các bạn móc cho mình một dây móc xích, sau đó móc ngược lại và nối cái mũi dời vào đây, vào cái phía cái chân đầu tiên của cái hàng thứ nhất này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc cái phần mặt của con heo. Các bạn dùng màu trắng tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 8 mũi đơn. Sau đó các bạn kéo cái phần len sợi ngắn này để chúng ta guốc cái vòng tròn lại. Tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này một mũi dời. Sau đó gây lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên 3 mũi kép đơn cùng chân. Ở cái phần mặt của con heo thì các bạn lưu ý móc chặt tay một chút giùm mình để cho cái phần dài của chúng ta nó không có bị lỏng lẻo. Sau khi móc được 3 mũi móc kép đơn vào trong cái chân đầu tiên này, các bạn cũng móc cho mình cái chân kế bên 3 mũi kép đơn. Chân kế tiếp các bạn cũng móc cho mình 3 mũi kép đơn. Các bạn cứ làm lần lượt như vậy cho hết 8 chân móc của chúng ta. Sau khi móc xong thì vòng tròn của chúng ta sẽ được 24 mũi kép đơn. Các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này một mũi dời. Sau đó tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích và móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai các bạn móc cho mình 2 mũi kép đơn cùng chân. Chân móc thứ ba tiếp tục móc cho mình một mũi kép đơn. Chân móc thứ tư 2 mũi kép đơn cùng chân. Các bạn cứ làm cho mình như vậy, lần lượt xen kẽ như vậy cho đến hết vòng. Chân móc kế tiếp là một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh là 2 mũi kép đơn cùng chân. Làm như vậy cho đến hết vòng. Sau khi móc xen kẽ đến hết vòng, các bạn móc cho mình vào cái chân móc này một mũi dời. Sau đó móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Móc vào cái chân móc đó một mũi kép đơn. Hai chân móc kế tiếp các bạn móc chụm lại cho mình thành một chân. Chân thứ tư các bạn móc cho mình một mũi kép đơn. Sau đó các bạn lên 2 mũi móc xích. Móc vào cái chân móc thứ tư này một mũi dời. 6 chân móc kế tiếp mỗi chân móc là một mũi dời.
Tiếp tục lên cho mình hai mũi móc xích, móc vào cái chân móc thứ sáu này một mũi kép đơn, hai chân móc kế bên cũng móc chậm lại cho mình như cái phần tay hồi nãy. Tiếp tục chân móc kế bên là một mũi kép đơn, sau đó lên hai mũi móc xích, móc một mũi dời vào cái chân móc này, sau đó lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Ở đây các bạn cắt len chừa cho mình một đoạn len dài tầm khoảng 30 đến 50 phân để chúng ta may cái phần mặt của cái con heo vào trong cái thân giày. Trước khi may cái phần mặt của con heo vào trong cái thân giày thì các bạn đếm giúp mình ở cái phần mặt này. Các bạn đếm từ cái chân mũi này sang cái chân mũi này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Ở đây mình đếm được 25 mũi. Các bạn tiếp tục đếm cho mình ở cái phần thân giày. Đếm từ phía này qua. Đếm cho mình 25 mũi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Ở cái chân móc thứ 25 này các bạn đánh dấu cho mình. Sau đó tiếp tục các bạn đếm các cái chân móc còn lại bao nhiêu chân móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ở cái đoạn cuối cùng chúng ta được 12 chân móc thì các bạn sẽ bắt đầu móc cho mình ở cái phần con heo này vào cái chân móc thứ 7, chừa ra 6 chân móc ở phía này. Các bạn may cho mình vào cái chân móc thứ 7. 1 2 3 4 5 6. Đâm cái kim vào cái chân móc thứ 7. Sau đó chúng ta luồn kim vào. Tiếp tục may cái phần này, các bạn đâm kim vào hai chân móc của cái thân giày nhưng mà chỉ đâm kim vào cái chân móc phía ngoài của cái mặt con heo thôi. Các cái chân này các bạn cũng tiến hành làm cho mình y như vậy. Chúng ta đâm kim vào ba chân móc như thế này, chừa cái chân móc phía ngoài ra. Các bạn cứ may cho mình lần lượt như vậy cho đến hết hàng. Ở phía bên này các bạn cũng chừa ra cho mình 6 mũi móc. Sau khi may xong cái phần mặt của con heo vào trong cái thân giày thì chúng ta sẽ được một mẫu giày như thế này. Các bạn tiến hành may nút và móc cho mình một cái nơ và một cái mũi của con heo để chúng ta trang trí vào. Sau đó dùng keo nến để dán vào cái mặt của con heo. Thì sau khi trang trí cái mặt của con heo xong thì chúng ta sẽ được một cái đôi giày len hình heo xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công!